Xin chào tất cả bác tài đã quay trở lại với video tiếp theo. Thì em là Đức Minh đến từ Suro Moto Tedo. Thì đây trước mặt em mình đây là hai cái mẫu xe tải van hiện tại đang là một cái dòng xe tốt nhất trên thị trường hiện tại bây giờ. Tải trọng đều là 945 kg nhưng mà thùng hàng của hai phiên bản này thì khác nhau hoàn toàn bên tay trái em Minh là một cái dòng xe gas van Sobon năm 2024 với một cái kích thước thùng hàng dài 2 m rộng 1 m 60 và cao đến 1m65. Còn bên tay phải em Minh, đây là một cái mẫu xe phiên bản tải van 3 chỗ, phiên bản này tải trọng cũng là 945kg, nhưng mà kích thước khoang hàng rộng hơn rất là nhiều, chở được 12 khối hàng, thùng hàng dài 3 m rộng 1m8, và cao đến 1,9 m thích hợp cho bác tài nào mà chúng ta chở những các mặt hàng cầm cành còn với phiên bản gas số bôn thì à, bác tài chúng ta chuyên chở các mặt hàng lưu động trong phố thì phiên bản số bôn này đây là một phiên bản cực kỳ là phù hợp với mức tài chính ban đầu bỏ ra khi bác tài đầu tư cho hai dòng phiên bản này chỉ cần bỏ ra trước từ 150 cho đến 200 triệu đồng là bác tài có thể sở hữu ngay cho mình một hai cái mẫu xe gas van phiên bản này về để phục vụ cho công việc của mình và với mẫu xe Sobon này hiện tại bây giờ được nhiều các bác tài chúng ta đang có được những cái đánh giá tích cực và cũng như là tốt nhất trên thị trường hiện tại bây giờ. Sở hữu khối động cơ Cummins Hoa Kỳ, máy dầu 2.8 cực kỳ được khỏe mạnh và tiết kiệm nhiên liệu. Mức tiêu hao nhiên liệu trong phố đâu đó loanh quanh từ 9 cho đến 10 lít trên 100 km. Còn với phiên bản gát van bản thường này thì chúng ta sẽ có được thùng hàng to hơn, rộng hơn và dài hơn. Hiện tại bây giờ với một cái phiên bản xe gát van bản thùng 3m1 như thế này, chúng ta sẽ có được một cái kích thước thùng hàng có thể tương đương với một chiếc xe tải Kia mươi Mà các bác tài chúng ta biết rồi Càng ngày thì các bác tài chúng ta Những cái dòng xe khi mà vào phố được thì càng ngày bị cấm dần Nhưng mà với hai cái mẫu xe này Bác tài chúng ta có thể vào phố 24 trên 7 mà không bị lo cấm giờ Sở hữu một kích thước to và đồ sộ như thế này Thì xe gắt van phiên bản 3 chỗ này Đây là một cái dòng xe được nhiều các bác công ty Tập đoàn lớn các doanh nghiệp chúng ta đầu tư hơn Bởi vì cái hệ thống thùng hàng to và rộng Ngoài ra thì bác tài nào chúng ta kinh doanh nhỏ lẻ, chúng ta mua về để chạy gia đình, chúng ta mua về để phục vụ cho công việc cá nhân của chúng ta thì mẫu xe số 4 này sẽ phục vụ cực kỳ là tốt. Sở hữu một thiết kế ngoại thất cực kỳ đẹp và ngoài ra chúng ta sẽ có được cái mẫu thiết kế cabin và cũng như là phần hệ thống xe chuẩn năm 2024 đó thông thùng một... hàng của phiên bản xe tải van gas này được nhà máy gác cực kỳ là chú trọng sở hữu một tấm sàn ba lớp và ngoài ra hệ thống sàn của phiên bản xe gas van này được trang bị vào đó là gỗ vân nhám giúp cho khách hàng của chúng ta có thể chở tất cả loại mặt hàng mà không bị lo xe dịch hàng hóa ngoài ra Xe được trang bị các hệ thống móc treo giúp cho cố định hàng hóa một cách tốt hơn. Kết hợp với đó, hai phiên bản xe gas van này đều có hệ thống thoát nước giúp cho khách hàng chúng ta có thể rửa thùng hàng và chúng ta có thể chở các mặt hàng thực phẩm mà không bị lo mùi và cũng như là không bị lo về han gì sở hữu hệ thống lốp đôi ở cầu sau phiên bản gắt van 3 chỗ phiên bản thùng hàng 3 m một này đây là một cái phiên bản được nhiều các bác tài chúng ta lựa chọn trong thời gian vừa rồi nhưng mà kết hợp với đó hệ thống lốp to hơn và hệ thống lốp đơn được nhiều các bác tài chúng ta đánh giá là dòng xe tốt hơn trong phân khúc hiện tại bây giờ với phiên bản mẫu xe gắt van sobon tài chính hiện tại bây giờ giá xe đang là 560 triệu đồng còn với phiên bản xe gắt van thùng hàng 3 m một chúng ta sẽ có một cái mức giá thành đầu tư cực kỳ nêu đái chỉ 630 triệu đồng là chúng ta có thể sở hữu được hai phiên bản này rồi trong tháng 5 và đầu tháng 6 này Gat Tây Đô đang có rất là nhiều các cái chương trình chính sách hỗ trợ ưu đãi cực kỳ là tốt dành cho đến các quý khách hàng bác tài nào mà chúng ta còn đang quan tâm tìm hiểu cũng như là cân đối về hai dòng xe van này có thể đến trực tiếp tại địa chỉ 883 Quang Trung Hà Đông Hà Nội để có thể xem xe lái thử xe trực tiếp và ngoài ra bác tài là chúng ta cần tư vấn 24 trên 7 có thể liên hệ trực tiếp với em Minh theo số điện thoại tư vấn miễn phí mà em mình để dưới góc màn hình kia rồi xin chào và cảm ơn bác tài đã theo dõi hết video của em ngày hôm nay chúc các bác tài một ngày mới thật là tốt lành xin chào và hẹn gặp lại